Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Thì Minh Phụng rất vui khi đến bàn giao Cutman KS1 Bluetooth tại chung cư The Garden Tân Phú cho một em trai rất thích chơi đàn, đã biết chơi guitar, nay chuyển sang học thêm piano để giải trí hàng ngày cùng với ba. Và bây giờ mời anh em cùng bắt đầu video nhé. Vì đã gần đến giờ cơm chiều của gia đình nên quá trình lắp đàn được team tiến hành rất nhanh chóng. Để theo dõi toàn bộ quá trình lắp ráp, anh em hãy vào kênh YouTube Minh Phụng Music và gõ từ khóa KS1 Bluetooth để được Minh hướng dẫn các bước lắp đàn của team nhé. Mời các bạn cùng với bé bóc siêu món đồ chơi hiện đại này nha. Lần lượt là siêu nắp và đến siêu phím. Sau đó nhân viên đang cùng với em thử trực tiếp âm thanh và độ nhảy của đàn một cách chu đáo kỹ lưỡng trước khi bàn giao. Trước mắt anh em chính là vẻ đẹp từ thiết kế của Cutman KS1 Bluetooth với kiểu dáng upright, cổ điển và thanh mảnh. KS1 Bluetooth dễ dàng hòa quyện vào mọi phong cách trang trí phòng ngủ của người dùng, kích thước được tối ưu phù hợp với các không gian nhưng vẫn giữ được sự vững chắc và độ bền cao. Nổi bật cùng màu đen truyền thống, các chi tiết của từng bộ phận đều được hoàn thiện tỉ mỉ. Còn đây là đôi lời chia sẻ của ba em dành cho tụi mình, là trước đây anh đã sắm hai cây guitar để cùng học và chơi với bé tại nhà, và đến hè này thì bé muốn học chơi piano. Sau khi xem YouTube Minh Phụng Music nên anh đã cùng gia đình quyết định đến showroom để lựa đàn cho con. Sau đây mời anh em tham khảo thông số đầy ấn tượng trên đàn Cutman KS1 Bluetooth nhé. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sostenuto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao Cutman KS1 Bluetooth đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh chóng truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.